Chào tất cả các anh chị, hôm nay thì Bảo sẽ giới thiệu lại sản phẩm Yamasu 399HD này nha. Thì con máy này á thì được khá là nhiều anh chị tin dùng, với là chất lượng này, độ bền cao và khả năng sáng của nó thì cực kỳ là xa luôn. Đó, máy này thì quá trời anh chị mua nhưng mà hết hàng, thì hôm nay Bảo cũng review lại thôi. Con máy này có nhiều ưu điểm tốt cực kỳ luôn. Với một con máy cao cấp như thế này thì Bảo sẽ giới thiệu vào máy cho anh chị biết thêm luôn. Nhiều anh chị nào mà chưa xem video hôm nay thấy ưng ý đặt ngay. Đó, trước tiên thì anh chị mua máy thì được một chân inox. Chân này thì rất là cao cấp và hiện đại luôn. Chân to, chắc chắn mua chân này cũng mắc tiền. Chân cao có kích thước là 1m2 thì anh chị có thể là nâng cao thấp này, da giảm tuyệt vời luôn. Nhẹ nhàng lắm, chân này cực kỳ nhẹ, thấy không? Bảo rút ra rút vào. Và thứ hai, con máy HD 399 này thì Bảo đánh giá khá là cao vì nó sử dụng chip đời mới nhất luôn. Đây, chip Core chip đây là đời mới, đời chip thông minh. Pin thì pin trâu, hai cục pin của nó lên đến là mười mấy ampe giờ luôn, 12.000. Thì Bảo sẽ đi vào thông số máy cho anh chị xem. Đây, thông số kỹ thuật máy cho anh chị xem. Dòng máy này thì người ta ghi rất là rõ thông số bóng. Bóng con này á là thương hiệu Nhật, bóng led Nhật luôn, nó sáng khá là xa. Thông số kỹ thuật bước sóng con này thì đỉnh điểm luôn, 600 nanomet. Và lúc mà anh chị chiếu á, chiếu xa 7m thì nó sẽ lật 1mm. Và độ to tia thì cứ 5m thì nó sẽ to ra 1mm. Thì mình bắn con này nó khá xa luôn. Rồi đi vào bên trong thùng thì con này thì nó quá quen thuộc với anh chị rồi, có thùng nhôm đây. Bên trong máy á thì nó sẽ có hai cục pin khá là to. Đây, riêng là hai cục pin này thôi là anh chị xài rất là lâu. Một cục thì mình có thể sử dụng lên đến là cả một buổi trời không lo hết pin luôn. Mà đây nó có tới là hai cục. Và công ty cũng rất tốt, cho anh chị thêm một khay pin sơ cua, tổng cộng là hai pin, một khay pin. Rồi, con máy HD 399 này thì nó tổng hợp những cái gì á mà thông minh nhất, hiện đại nhất nó vào đây rồi. Thì anh chị thấy nó có mod điều khiển từ xa luôn. Đó, sạc thì cực kỳ đã luôn. Sạc này nhìn một cái biết ngay là sạc xịn của Yamasu. Đây thì Bảo vào chi tiết con máy nha. Máy này á thì nó là một màu sơn từ tính, màu sơn sặc sỡ 7 màu nha. Màu tím với là màu xanh mà nó pha nhiều màu, nó ra một con máy nó tuyệt vời như thế này. Kết cấu thông minh mà nhìn nó cũng đẹp luôn. Dàn cơ thì to nha. Rồi, Bảo sẽ gắn pin vào đi cho anh chị xem tia nó như thế nào. Rồi, lúc mà anh chị bật tia lên á thì cục pin này nó cũng hiển thị thông số pin luôn cho anh chị bên trong. Bảo khóa lại bia tia đi. Đó, hiển thị pin còn bao nhiêu luôn. Nhưng mà cục pin này là pin trâu mà, lên đến là 6.000 mAh, xài một buổi trời mới hết một cục. Thương hiệu là Yamasu, nó dập trên pin luôn. Pin với là máy được bảo hành 1 năm mà hai cục pin là xài rất là sướng. Tia led điều khiển từ xa. Rồi thì Bảo sẽ chiếu tia vào tường cho anh chị xem. Con này thì cực kỳ tuyệt vời luôn, 5 tia mà, 5 tia và tia ngang. Con máy này với mức giá Bảo đang bán là 2.200.000, khả năng tia của nó thì xa nhất với là sáng nhất rồi, nó cũng không có con nào hơn được nữa, nên là anh chị tham khảo luôn. Đặc biệt mod điều khiển từ xa thì anh chị có thể là chỉnh độ nét tia to nhỏ được luôn. Đó thì Bảo cũng thực hiện ngay cho anh chị trên video luôn. Mình có thể là chỉnh nhỏ tia nha, với là to tia, nhưng mà bóng led với là tâm ruồi của nó sáng xa lắm. Rồi, về thiết kế con máy này á thì nó sẽ có nhiều chức năng hay ở những chỗ là chỉnh tia này, báo pin, với là sử dụng con chip mà đời mới nhất luôn. Rồi, thiết kế về dàn cơ của máy thì con này không thể bàn cãi được, tại nó chất lượng với là nó to, chắc chắn. Cái núm chỉnh này á là nó sẽ cực kỳ nhẹ, trơn tru, cho anh chị hoạt động lui tới nó tiện lợi hơn luôn. Rồi, số thì người ta dập bên trong hết rồi nên là anh chị yên tâm. Nước sơn đẹp quá, con này sơn cực kỳ đã luôn, thấy một cái là ghiền luôn. Báo nước thì nó nằm bên này. Thì con này cũng có chức năng canh tia tự động nha. Anh chị bỏ hơi cong một tí xíu thì nó vẫn chỉnh tia cho anh chị xài luôn. Thì với mức giá là 2.200.000 mà anh chị sở hữu con máy
Yamasu thương hiệu Nhật, bóng Nhật này, bóng LED Nhật nha. Siêu sáng như thế này thì một mức giá khá hợp lý luôn. Thì nếu mà anh chị thích tia laser cao cấp này, độ bền tốt thì mình sắm con này là hợp lý rồi. Chân inox cực kỳ xịn luôn, hai pin một sạc, remote điều khiển từ xa, bảo hành 1 năm. Thì mình liên hệ cửa hàng Bảo nha. Rồi bây giờ thì Bảo xin chào tạm biệt anh chị.